mừng quý vị khán giả đang đến với talk show Trò Chuyện Cùng Trúc Diễm. Quý vị khán giả thân mến, khách mời lần này của talk show là một nữ ca sĩ có một lượng fan hết sức đông đảo, không chỉ tại hải ngoại mà còn ở Việt Nam. Trúc Diễm xin giới thiệu nữ ca sĩ Minh Tuyết. Hello Trúc Diễm. Hello chị. How are you em? Chào tới tất cả quý vị khán thính giả của đài Việt Face TV và của chương trình Trúc Diễm Talk Show. Em không biết là chị đã coi qua một tập nào của Talk Show Trò Chuyện Cùng Trúc Diễm chưa ạ? À? Chị coi cái tập đặc biệt của em với chị Kỳ Duyên. Và cũng khá hồi hộp bởi vì thấy chị Kỳ Duyên phải bóc những cái câu hỏi bất ngờ. Dạ. Mà không biết là câu hỏi nào là cái câu hỏi mà hóc búa nhất đây. Dạ, nhưng mà chị Kỳ Duyên rất là hên là không bóc trúng câu nào hóc búa hết. Nhưng mà hôm nay chị chắc chị Minh Tuyết sẽ không thoát được đâu. Oh my god, hôm nay chị cũng bóc câu hỏi hay sao? Dạ không, em sẽ đưa cho chị một cái bảng. Oh, ok. Vâng, chị Minh Tuyết thân mến, Trúc Diễm xin phép được giới thiệu một cái game nhỏ trước khi mình chia sẻ, đó chính là cái game có bao giờ bạn 3 chấm. Ok, có bao giờ bạn 3 chấm. Đây là một cái phần câu hỏi nó vui và em sẽ tham gia cùng với chị. Ok. Là có nghĩa là khi mà câu hỏi có bao giờ bạn cái gì đó thì hoặc là có hoặc là không. Ok. Và chị sẽ, sau khi em hỏi xong thì mình có khoảng 3 giây để mình có thể suy nghĩ. Rồi. Và sau đó mình sẽ giơ lên để mình trả lời. Mình chỉ nói là yes or no chứ mình không có giải thích hay là gì hết. Dạ, mình được quyền giải thích nhưng mà ngắn ngắn thôi. Còn cái giải thích dài dài hơn thì tí nữa mình sẽ nói sau. Okay. Tại vì cái game này nó chỉ có 10 phút thôi nên Trúc Diễm muốn giữ nó ngắn và sau đó mình sẽ chia sẻ thêm. Ok. Vâng, quý vị khán giả thân mến, bây giờ Trúc Diễm và chị Minh Tuyết sẽ đến với game có bao giờ bạn 3 chấm. Hồi hộp quá. Vâng, chị Tuyết ơi, câu đầu tiên nha chị. Ok. Có bao giờ bạn yêu ai ngay cái nhìn đầu tiên chưa? 3 giây chị ơi. Ủa 3 giây hả? 3 giây. Nhiều người quá. Nhiều người có phải suy nghĩ coi người nào. No. Tại vì á, giải thích sao ta? Tại vì khi mà mình nói yêu á, hồi lúc mà mình còn trẻ đó mình dễ dàng nói chữ yêu lắm. Dạ. Còn khi mà mình lớn lên rồi mình sẽ hiểu cái chữ yêu nó khác, cho nên mình phải suy nghĩ là cái đó thực sự có phải gọi là yêu hay không. Dạ. Hay là chỉ là một cái tiếng sét đánh thôi, cho nên chị đang bị phân vân cái câu trả lời đó. Chứ không phải là nhiều anh có để coi crush anh nào nhiều hơn. So then it's like yes. Okay, yes. Em nghĩ it's a no cho me. Chưa. Chị không tin. Xinh đẹp như vậy là chị không tin. Có thể là mấy ảnh crush em mà em chưa crush anh nào. Ok. Đang chờ đợi. Đang chờ đợi. Okay. Dạ rồi, câu thứ hai. Có bao giờ bạn uống say khi đi hẹn hò không? Oh, you and me opposite. I love it. No, chị không, là tại vì chị là người không biết uống. Không phải là vì mình kiểu không chịu, không dám uống hay là cái gì, mà là cái máu của chị uống không được. Chị uống vào chị sẽ bị ngứa nè. Wow. Chị sẽ bị chóng mặt mà khó chịu trong người vô cùng. Giống như kiểu chị bị dị ứng rồi hả? Đúng, chính xác. Máu của chị không uống được. Vậy là một cái này là một cái good excuse. Cái này là chị báo với khán giả luôn, đại vì mỗi lần đi show, nhất là những cái show mà dạ tiệc dạ vũ khán giả hay mời á. Dạ. Vui họ mời mình á. Thì đúng xong rồi chị cũng nói là chị không biết uống, không ai tin chị hết trơn. Đúng rồi. Cái này hơi khó tin tại vì rất là ít nghe. Yeah. Rất là ít. Yeah. Nên quý vị khán giả nào đang theo dõi chương trình thì làm ơn nhớ là chị Minh Tuyết của chúng ta bị dị ứng rượu, nên đừng có mời chị uống. Chị uống xong chị dị ứng rồi sao chị hát cho mình nghe được. Exactly. Right. Uh-huh. Nhưng mà em lại là yes. Ok. Tại vì em nhanh xỉn quá, em uống con ly em xỉn. Oh really? Nên là em just say it xỉn. Ok. Ok, câu này hơi vui nè chị. Rồi. Có bao giờ bạn gửi ảnh sexy cho ông xã chưa? Oh my god. Please be thật lòng. Không có thì đừng có hỏi chị là cái độ sexy tới đâu nha. Cái đó là giữ cho, cái đó em sẽ giữ cho anh cái đó only YouTube. Ok. Yeah, nhưng mà nếu mà không có thì nó không ai tin hết chị á. Good to know. Good to know. Ok. Câu thứ tư. Ok.
Có bao giờ bạn giả bệnh bận để không phải đi tiệc chưa? À, yes. Please help me. Có chứ, nhiều lắm. Nhiều luôn hả chị? Nhiều, tại vì chị á, có thể là bởi vì mình là nghệ sĩ nên mình đi biểu diễn á, những cái buổi biểu diễn của mình nó cũng gần giống như một buổi dạ tiệc. Cho nên mình phải sửa soạn nè, mình phải dress up nè. Cho nên mình đi nhiều quá mỗi tuần. Dạ. Cho nên đến hồi mình về tới nhà, mình chỉ muốn without make up, without dress up. I agree. Mình chỉ muốn like, thoải mái nhất có thể. Cho nên rất là làm biếng đi tiệc, rất là làm biếng đi. Cho nên đôi lúc có những cái tiệc mà mình cảm giác rằng là không mấy cần thiết, hoặc là mình cảm giác là mình có thể từ chối được, thì mình sẽ nói những cái lời, người ta gọi là những lời nói dối mà không làm đau lòng người khác. No, em nghĩ nó vẫn sẽ đau lòng người mời á chị. Cho nên là mai mốt á, em nếu mà có muốn mời chị Minh Tuyết, hoặc là ai có suy nghĩ mời chị Minh Tuyết đi tiệc á, thì nói trước là đây là tiệc pyjama, không cần make up. Ok, cái đó thì chị đi lẹ lắm. Lẹ lắm không chị? Rồi, câu kế tiếp đó chính là: có bao giờ bạn cảm thấy ganh tị vì ai đó thành công nhanh hơn bạn không? Yes or no? Là câu này khó nhỉ. Dạ. Yeah. Nó nằm ở in the middle. Well, just be, that's okay chị. It's not called ganh tị, but it's, yeah, it's envy. It's feel like giống như mình feel là mình tự trách á. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Right? Uh-huh. Tự trách là tại sao mình không cố gắng hơn để mà mình được như người ta. Dạ. Yeah. That's why it, nó nằm in the middle. In the middle. Yes. So it's gonna be like this. I know. Yeah. Yeah. So em nghĩ là tại vì mình có những cái pressure, mình những cái áp lực khác nhau đối nhưng, với nhưng mà mình phải mình. Như vậy thì mình mới tiến bộ được. Dạ. Còn nếu mà mình không có những cái điều đó thì mình sẽ không bao giờ tiến bộ. Đúng rồi. Right. Chị. Yeah, so em hiểu cái feeling đó, tại vì em cũng feel, em cũng cảm giác y giống như vậy. Tại sao người ta nói hay vậy mình không nói được như vậy? Lại mình tự trách bản thân mình, tại sao người ta lên nhiều người vỗ tay quá mà mình lên ít người vỗ tay. Mình phải cố gắng. Ồ, tại sao chị Tuyết hát hay mà Trúc Diễm hát dở? You know? Chị Tuyết không biết nói như Trúc Diễm. Trúc Diễm cũng phải cố gắng đây nè. Vâng, rất là dễ thương. Cho nên mình sẽ trả lời như thế này. Như thế này, mình sẽ lắc. Dạ rồi, ok, I'm fine with that. So, câu kế tiếp đó là: có khi nào khi đi biểu diễn mà chị thầm nghĩ trang phục của mình đẹp hơn mấy ca sĩ khác không? Một bữa nào đó thôi. À, cũng một bữa nào đó thôi chứ. Không, cái đó có em. Cái đó có là tại vì nếu như mà em theo dõi chị nhiều, hoặc là em quen biết những người bạn đồng nghiệp của chị, thì em sẽ biết tính của chị. Tại vì chị rất là điệu và rất là kỹ trong vấn đề trang phục của mình. Em mới thấy hồi nãy. Em mới được update quý vị ạ. Em mới được update chị Tuyết đi vào với vài cái vali. Quý vị ạ, quay show của Trúc Diễm mà mang tới vài cái vali ạ. Nên em mới hỏi câu này đó chị Tuyết. Ok, you got it. I got it. Wow. Câu kế tiếp đó là: có bao giờ bạn gặp sự cố khi đang biểu diễn không? Sự cố. Yes. Nhiều. Nhiều, nhưng mà cái này chắc là tí nữa em sẽ hỏi thêm. Ok. Tại chút vì xíu nữa chị sẽ chia sẻ cho em. Dạ đúng rồi. Để dành cái phần đó cho câu phần sau để quý vị còn chờ đợi. Câu kế tiếp đó là: có bao giờ bạn tự cắt tóc của mình chưa? Yes. And what happened? Ok, chị nhớ cách đây khoảng 25, không, hơn 25 năm, khoảng 25 tới 28 năm về trước, là chị, lúc đó chị chưa qua Mỹ, chị đi show ở bên châu Âu. Chị là một người rất là mê về beauty, về làm đẹp, về đủ thứ. Thì chị đi show bên châu Âu thì chị gặp vợ của anh bầu show. Dạ. Thì chị thấy chị vợ đó, chị có cái tóc như thế này. Tự nhiên hai bên đây nó so le vào vậy nè. À. Nó layer đó em. À. Nhưng mà lúc đó đâu ai biết đó, gọi cái đó là cái tóc layer. Dạ. Việt Nam là hoàn toàn còn tóc bông dụ đó, em biết tóc bông dụ xưa không? Tóc thích Mỹ Trân đó, cái tóc mà nó xoáy như cái bông ngoài nó chính giữa vậy nè, cái thời của Trizy, Phương Trinh hay là này nọ đó, okay. Chị gọi là tóc bông dụ đó. Thì lúc đó chị thấy chị có cái tóc này, chị nói oh wow sao đẹp quá vậy. Thì chị mới hỏi chị là sao chị đi cắt tóc ở đâu đẹp quá vậy, và mà cái tóc này gọi là cái gì. Thì chị mới nói chị tự cắt. Thì nó oh my god sao chị tự cắt được. Thì chị nói là chị cứ
lấy từng ấy lên, xong chị lấy cái kéo chị tỉa như thế này. À. Rồi chị cứ tỉa vậy, rồi xong rồi chị làm lại cho nó đều. Thế là chị về tới Việt Nam, chị tự làm. Và có thành công không? Và chị thành công. Bởi vì lần tự cắt của em là thất bại. Ủa vậy hả? Em cắt tóc gì, tóc mái hay là tóc đúng gì? Rồi, em bắt trước trên mạng, em kéo xuống nhìn em chỉ cái bạc, xong nó dính thẳng lên trên trời. Oh my god. Bad. Bad to see. Chị có khiếu, mình gọi là có hoa tay ấy. Em nghĩ là quý vị khán giả mà fan của chị Tuyết thì ai cũng biết là chị Tuyết có rất là nhiều năng khiếu khác nhau. Nên hôm nay Diễm vừa mới biết được là chị Tuyết còn biết cắt tóc nữa. Mai mốt chắc phải nhờ chị Tuyết cắt tóc. Không, chị không phải là biết cắt tóc, nhưng mà chị có thể bắt chước những cái gì chút chút được. Như vậy là quá hay luôn á chị. Em chị có thể nghe làm là tóc công của mình, curl tóc của mình. Còn mà nếu mà cắt nhiều quá thì chị không dám đâu. Ok, ok, maybe em sẽ suy nghĩ lại cái đề nghị nhờ chị cắt tóc giùm. Câu kế tiếp đó là: có bao giờ bạn block ai đó trên mạng xã hội chưa? Yes. Chắc chắn rồi. Và thường đó là những người comment mà chị cảm thấy khó chịu. Những người comment, thực sự thì Facebook cá nhân của mình thì không có nhiều, nhưng mà Facebook public á, thì mình không có ngăn được. Dạ. Tại vì sẽ có rất là nhiều người vào, có thể những người đó không phải là fan của mình hoặc là fanty của mình. Dạ. Nhưng mà ngoại trừ những người đó nói những cái câu nói mà nó rất là thô tục thì chị mới block. Dạ, em nghĩ cái đó rất là phổ biến, không chỉ đối với cá nhân của những người nổi tiếng mà kể cả người bình thường vẫn đúng đôi khi phải gặp những cái trường hợp này. Đúng rồi, chị nghĩ là tại sao mình không thích thì mình có thể không vào cái trang đó, hoặc là mình lướt ngang qua, chứ tại sao lại buông lời những cái lời cay đắng với nhau để làm gì nhỉ? Why so mean? Agree. Câu cuối cùng đó là: có bao giờ bạn nói thẳng với ai đó là mình không thích họ không? Oh wow. No. Really? Let me remember. Maybe. You, yes. Dạ, em rất thẳng thắn. Mà in my good heart, là trong cái ý tốt của em, chứ không phải là ý xấu. Chị thì không nói thẳng là tôi không thích bạn, mà chị nói là, chị có nói thẳng là tôi buồn bạn. Cũng similar đó chị. Tôi buồn bạn thì có nói, nhưng mà để nói, ví dụ như nếu như mà có lẽ là vì chị không muốn hurt người ta, hoặc là chị không muốn người ta hurt chị. Dạ. Yeah. Cho nên nếu như mà chị không thích người ta nữa thì chị né, chị tránh gặp mặt, hoặc là chị tránh giao tiếp với người ta, tránh có những cái va chạm với người ta, và chị lẳng lặng rút để cho người ta tự hiểu, đúng không chị? Nhà Trúc Diễm và chị Minh Tuyết sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo ạ. Chị Minh Tuyết ơi, hồi nãy em có để ý có một cái câu là chị có nói về gặp một cái sự cố khi mà đang biểu diễn, thì không biết chị có thể chia sẻ cho Trúc Diễm và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình một cái sự cố đáng nhớ của chị khi đang biểu diễn được không ạ? Chị nhớ có một cái sự cố mà chị ít có kể cho khán giả nghe chi tiết. Đó là cái bài hát Vẫn Yêu Một Người nằm trong cuốn Paris by Night 106, chị hát chung với Quang Dũng. Thì cái bài hát đó là Trung tâm Thúy Nga dàn dựng một cái tiết mục rất là đặc biệt, là ở trên sân khấu á, có hai cái miếng vải và không thấy ai điều khiển hết, chỉ thấy những cái quạt máy xung quanh. Và những cái quạt máy đó sẽ thổi hai miếng vải đó bay theo cảm xúc của từng nốt nhạc. Và chị với anh Dũng phải diễn với hai cái miếng vải đó, bởi vì hai miếng vải đó là biểu tượng linh hồn của chị với anh Dũng. Rất là tuyệt vời, đúng rất không? Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời, một bài hát rất là ấn tượng. Và chị còn nhớ là lúc đó là quay chương trình ở trên Las Vegas, thì chị đã chuẩn bị cho mình một cái áo đầm rất là xinh. Tại vì lúc đó là khi gió thổi thì váy mình sẽ tung lên, bay lên, cho nên là chắc chắn là sẽ phải bận đầm ngắn.
không thể bận quá dài được, tại vì dài quá thì nó không bay được, nó sẽ không đẹp. Đúng rồi. Dạ. Cho nên chị bận nửa ngắn nửa dài. À, sao dài thì để cho nó có cảm giác như tha thước, nhưng mà ngắn thì để nó vẫn còn bay được, đúng không? Với lại để thấy chân đẹp. Thì lúc đó chị có nhờ nhà thiết kế John Lê, anh thiết kế cho chị một cái áo đầm dùng bằng 3 chiếc khăn quấn cổ của thương hiệu Roberto Cavalli. Cứ là lấy cái khăn quấn cổ, xong rồi mình lấy cái khăn đó mình design ra cái áo đầm. Thì ảnh may cho chị một cái áo đầm rất là đẹp, bông màu xanh, bông màu đỏ, rồi những cái hoa văn màu xanh. Thì khi chị lên tới Las Vegas á, chị cái ngày chị chạy sân khấu á, thì chị mới hoảng hùng hoảng vía lên, là bởi vì khi mà chị với anh Dũng diễn á, là gió nó thổi á, nó thổi everywhere, nó thổi mình không có kìm hãm được, mình cũng không control được, thì nó thổi cái váy của chị bay lên tới đây luôn. Là coi như là nguyên cái quần short á, tại là chị biết là nó sẽ bay, cho nên chị anh John Lê ảnh đã cố tình ảnh may cho chị một cái quần short là quần đùi ấy ở bên trong. Dạ. Nhưng mà khi nó bay lên ấy, thì cái quần đùi mình may là quần đùi màu da người, để cho nó nhìn nó matching với cái body của mình. Thì nhưng mà khi nó bay lên, nó cái màu da người nó lòi ra thì nó kỳ quá. Đúng rồi, nhìn có mà ngày hôm sau á là đã đến show diễn rồi. Dạ. Rồi lúc đó chị không biết phải làm sao luôn á. Dạ. Chị nói không được, tại vì nó bay lên thì kỳ quá mà còn có ngày mai diễn mà ở trên Las Vegas, mà anh John Lê thì đang ở Orange County. Thế là chị tức tốc gọi ảnh và chị nói là bây giờ anh cứu em chứ giờ em không biết làm sao hết. Xong rồi anh cũng rất là cảm ơn anh John Lê là ảnh đã lái xe trong đêm. Trong đêm hôm đó là ảnh đi làm về là ảnh tức tốc ảnh gom cái máy may nhỏ của ảnh á, anh bỏ trong xe và ảnh lái lên trên Las Vegas trong đêm. Wow. Để mà ảnh tới kịp sáng sớm của ngày hôm sau. Thì chị còn nhớ là và trong ngay cái ngày hôm đó luôn là chị mới nói chết rồi, cái kiểu này là mình phải mang một đôi giày mới đẹp thật đẹp, là chị phải đi kiếm một cái đôi giày của YSL màu đỏ y chang như cái áo chị mua. Rồi nói chung là phải chuẩn bị đầy đủ hết. Xong ngày hôm sau, với lại tiết mục đã đầu tư quá hoành tráng như thế mà mình không có chịu chăm chút cho mình đó, thì quả là mình phụ lòng của trung tâm rồi và khán giả nữa. Đó, thế là chị đi mua một chiếc đôi giày, xong rồi nỗi lo vẫn còn nằm đó. Sáng ngày hôm sau là chị kêu ông xã chị và một người em trai là Nhã, mỗi người canh ở mỗi cái tiệm của Roberto Cavalli. Vừa mở cửa ra ập vào liền. Ập vào liền. Hên quá cái khăn đó còn em. Nó dạ. Vẫn còn, nó vẫn còn hàng. Oh. Thì mua thêm 2 cái khăn nữa, đem về khách sạn liền cho anh Linh. Và anh Linh trong khách sạn là anh Linh dùng cái máy may mà giả chiến của ảnh, ảnh phải đắp liền, ảnh cắt liền cái vải đó để đắp lên cái quần màu nút, để là cái quần nó là bằng cái bông và cái vải của cái áo bên ngoài luôn. À, nhưng... nó giống như là bộ đồ jumpsuit ở trong vậy đó. Oh, nice. Và cái nó vẫn chưa hết hồi hộp. Chưa hết hả chị? Chưa hết em. Bây giờ em thấy lo lắng quá chừng luôn. Chưa hết. Nhưng mà bởi vì cái bài đó nó rất là khó, vì khi mà gió thổi á, có một cái ông mà ông làm cái điều đó đó, ông điều khiển cái điều đó, thì ông nói á, khi mà trong cái khán phòng á mà có máy lạnh vô thì nó lại có gió. À, thì cái gió đó cộng với cái gió của ông đang điều khiển nó sẽ bay lung tung, nó sẽ bay tầm bậy nữa. Oh. Cho nên bắt buộc là trung tâm phải pre-tape cái bài đó, tức là phải quay trước những cái khoảnh khắc đó, để mà lỡ có chuyện gì xảy ra ở trong cái live show thì mình còn có cái đó để mà mình thay thế vào. Đúng, cũng đúng. Thì đúng buổi trưa ngày hôm sau đó là cái giờ pre-tape của chị, nhưng còn khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ mà cái áo chị vẫn chưa xong. Tim chị đập hồi hộp. Thì lúc sắp tới giờ rồi thì chị mới nghe bộ đàm ở dưới, là ở dưới hỏi là Minh Tuyết ready chưa. Thì ở trên đây mấy người ở trên sân khấu bảo là Minh Tuyết chưa ready vì đang đợi cái áo. Xong rồi lúc đó đó là chị gọi liên tục anh Linh, là anh John Lê. Thì anh John Lê ảnh vừa xong, ảnh chạy từ khách sạn mà ảnh chạy qua cái chỗ mà chắc cái rạp diễn, phải chạy khủng khiếp. Thì chị mới nghe ở dưới chị Thủy nói
No, we don't have time. We have to start now. I don't care. Lỡ không có mặc đi ra. Chị nó chết rồi. I don't care mà bây giờ không có áo lấy gì mặc. Hiểu không? Yeah. Chị sợ mà chị run. Tại vì em biết ở trong show thì tất cả mọi thứ thời gian là vàng bạc. Mình không thể nào vì một cái lý do nào đó mà mình trì hoãn cái công việc của cả đoàn được. Mà chị run quá trời chị run. Thì ở đó vừa nói, vừa chị Thủy vừa nói xong thì chắc là chuẩn trên sân khấu ba chuẩn bị dàn dựng là này nọ, là anh Linh vừa chạy tới đưa chị kịp mua đồ. Là em biết chị không chạy vô toilet chị thay kịp, mà chị kéo cái màn ngay đó luôn á, chị kéo vòng lại như vậy nè, mọi người che cho chị thay tại chỗ luôn. Là chị vừa thay xong là Minh Tuyết ra sân khấu. Vậy mà chị cũng hoàn thành được cái phần diễn đó luôn. Trời ơi, chị còn gặp nhớ em tới là em bây không... giờ luôn. Là một cái điều mà chị cảm thấy là oh my god. Mà cuối cùng so good. Mà làm nó còn lucky nữa. Lúc đó chắc tổ thương mình. Tới cái lúc mà biểu diễn á, với cho có khán giả đó em biết không? Dạ. Tại vì lúc mà tập á, cái khăn á nó cứ bay tùm lum quắn trong người của chị. Lúc đó chị với lại anh Quang Dũng mới nói là thôi bây giờ vậy, tùy cơ ứng biến đi Tuyết ơi, chứ bây giờ làm sao. Chị phải học cái cách mà khi cái khăn nó quấn vào người chị phải đi ngược lại thì cái khăn nó mới nhảy ra ngoài, hoặc là cái khăn nó bay tới đâu thì chị né. Tự nhiên cái ngay cái điệp khúc em, dạ, ngay cái điệp khúc bài hát á, dạ, hai cái khăn nó bay lên trời em. Chị với anh Dũng vừa thấy hai cái khăn bay lên một cái, hai đứa chạy vô đưa tay. Hai đứa đưa tay nắm tay nhau. Perfect. Tổ nhắc đại. Lại thì rất là nhiều kỷ niệm ùa về. Em cảm thấy là vừa hồi hộp nhưng mà vừa cảm thấy nhẹ nhõm á chị. Bởi vì tất cả mọi thứ mình lo lắng nhất cuối cùng nó lại hoàn thành một cách tốt đẹp. Đúng mà rồi. Sẵn đang nói về cái phần trình diễn của chị tại một cái buổi của Trung tâm Thúy Nga thì Trúc Diễm muốn hỏi chị là cái cảm xúc của chị khi mà lần đầu tiên đứng biểu diễn trên sân khấu của Thúy Nga Paris by Night. Chị còn nhớ là bao nhiêu năm về trước chị? Chắc cũng gần 20 năm rồi. Dạ. 20 năm. Show đầu tiên chị quay hình tại Pháp. Trước khi mà chuẩn bị bay qua Pháp để quay hình bài Trái Tim Lỡ Lầm á, thì em có biết không? Thực sự hả? Chưa bao giờ chị quay trên sân khấu á, là on stage, mà chị toàn là quay MTV không à. Cho nên chị rất là hồi hộp. Dạ. Tại khi mà em quay MTV á, là em quay music video á, thì em có thể cắt ghép, em có thể bóp méo hoặc làm gì cũng được. Nhưng mà khi em quay trên stage á, thì một lần là một lần, em không có cắt ghép được nhiều. Cho nên á, em như thế nào thì nó sẽ ra như thế đó. Cho nên mà lúc đó em biết trong Trung tâm Thúy Nga là cô nào cô nấy ốm nhôm, ốm nhách à. Ốm ơi là ốm luôn. Nhôm. Thiệt luôn á. Xong rồi á, chị run lắm, chị hồi hộp và chị lo lắng vô cùng. Mỗi ngày chị chạy bộ ở My Square Park nè, chị còn nhớ anh Johnny Dũng lúc đó cũng thân với chị, cũng thương lắm. Anh chạy chung với chị mà chị chạy không nổi, anh đứng đằng sau, anh bợ cái người chị nói, ráng đi em, ráng đi, chuẩn bị vô Paris by Night. Cho nó đẹp em ơi, đẹp. Ăn không dám ăn luôn á. Trời ơi, mà lo lắng đi. Lúc đó chị may đồ design của nhà thiết kế Tường Khuê, Tường Khoa. Thì lúc đó là chị nói chứ giờ bây giờ làm sao che cái này nè, hở cái kia nè, để cho nó vừa là mình mà nó vừa đẹp, để không có bị lòi ra những cái xấu. Chị rất là lo lắng và chị vô cùng lo lắng luôn. Cái đó là lo lắng một, hồi hộp và lo lắng. Khi mà chị tới nơi rồi, chị còn nhớ, cái này chị cũng có kể sơ sơ một vài lần. Thì cái lúc mà pre-tape, tức là chạy quay hình trước một ngày để bảo đảm an toàn, chú Ngạn mới nói chuyện với chị Thủy trong bộ đàm. Con ơi, con có độc quyền Minh Tuyết không mà con bảo chú phỏng vấn nó. Xong rồi lúc đó con không độc quyền thì chú không phỏng vấn đâu, mất thời gian. Tại vì giống như là không có độc quyền thì đâu có gì đặc biệt đâu, mời vào rồi đi ra thì phỏng vấn làm gì. Thì chị Thủy nói một câu là chú đợi con tí nha. Là lúc đó chị đang đứng on set,
Dạ. Tức là chị đang đứng để chuẩn bị quay, là bởi vì á, chị không phải là một ca sĩ có chiều cao tuyệt vời, đúng không? Mà chị cũng không phải là một người có sắc đẹp quá tuyệt vời. Cho nên á, lúc đó là cái beauty nó là một cái điều rất là quan trọng nữa cho cái hình ảnh của cái cuốn video của Trung Tâm. Thì chị Thủy chỉ không biết là chị lên MTV đẹp, nhưng mà lên sân khấu có đẹp không và chị có biết diễn không, chị cũng rất là worry. Cho nên chị cũng không chắc về chị. Chị chỉ sure là ok, she hát good, khán giả thích her, nhưng mà không biết her lên stay như thế nào. Thì chị nghe cái câu đó, trời ơi, chị còn run hơn ngàn lần nữa, chị còn lại sợ hơn nữa. Mà lúc đó đó, chị nói thiệt luôn á, em có biết người ta giống như cái con bò hút không? Mà khi mà nó thấy một cái gì đó, nó chỉ lao thẳng tới, nó dùng hết lực nó lao không? Là lúc đó chị y như vậy á. Lúc đó chị nói với chị á là ok, you have one shot, you have to make it, whatever you have. Tất cả những gì mà mình có được kinh nghiệm trong suốt những cái năm mình đi chinh chiến, mình đi hát, thì ngày hôm nay mình phải bỏ ra hết và mình phải cố gắng hết tất cả, dồn hết tất cả vào cái pre-tape này. Lúc đó chị nói với chị như vậy. Và camera on, action, là bắt đầu chị diễn. Chị diễn xong một cái là chị nghe chị Thủy nói, ok chú phỏng vấn đi, con ký hợp contract. Một lần nữa chúc Diễm xin phép được vỗ tay một lần nữa khi mà nghe chị Minh Tuyết đi từ hồi hộp này tới sự cố kế tiếp mà vẫn thành công và có một sự nghiệp âm nhạc tới thời điểm hiện tại, là kể cả Việt Nam chị Tuyết, mọi người theo dõi rồi cũng thấy chị Tuyết làm giám khảo game show rồi hit vẫn ra đều đều. Có nghĩa là em nghĩ là chị Tuyết lúc nào cũng giống như một con bò hút vậy đó, đúng không? Là cứ hút thẳng vô mục tiêu, đúng không chị? Thật sự là mình nên như vậy. Đúng. Có đôi lúc mà bình thản an toàn quá đó, chị cảm thấy là không được. Chị tự nói với chị là chị phải làm cái gì, không được. Tại vì nó an toàn quá, nó làm cho chị bị lười biếng. Cho nên đôi lúc mình phải cần có những cái sự cạnh tranh, phải có những cái người hơn mình. Dạ. Thì mình mới tiến bộ được. Wow, chúng ta có thể thấy là chị Minh Tuyết đã vừa cho Trúc Diễm cũng như khán giả nghe được rất là nhiều những cái câu chuyện rất là thú vị của chị, và có thể thấy được cái tinh thần trâu bò của chị đối với sự nghiệp của mình. Và thật sự mà nói thì Trúc Diễm nghĩ đó là một cái tư duy cần phải có từ hồi xưa cho tới hiện tại, và có thể kể cả cho tới tương lai chúng ta luôn luôn phải hướng đến. Chính vì vậy Trúc Diễm nghĩ là không thể nào mà có thể chỉ trò chuyện trong vòng 10 phút ngắn ngủi này được, nên đành phải năn nỉ chị Minh Tuyết, bắt cóc chị Minh Tuyết thêm một ngày nữa để mà Trúc Diễm có thể tiếp tục phỏng vấn chị Minh Tuyết, cũng như là em nghĩ là fan của chị Minh Tuyết thực sự sẽ rất là muốn nghe rất là những cái chuyện thú vị hay ho của chị. Cho nên Trúc Diễm và chị Minh Tuyết xin phép sẽ được quay trở lại trong chương trình kế tiếp. Và Trúc Diễm cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian yêu thương theo dõi cũng như ủng hộ talk show trò chuyện cùng Trúc Diễm. Trúc Diễm biết rằng bản thân của mình cũng còn rất nhiều những cái khuyết điểm, nhưng Trúc Diễm tin rằng mình sẽ cố gắng hơn đối với cái tình cảm và sự yêu thương của khán giả đang dành cho cái talk show này. Vâng, Trúc Diễm và chị Minh Tuyết xin cảm ơn và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.